Xin chào anh chị. Chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 2 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 23 tháng 9 năm 2021. Thì trước khi vào các nội dung chi tiết thì cũng xin anh chị một chút thời gian để các anh chị like kênh và share kênh cho những người cùng quan tâm đến chứng khoán. Sau đây mình xin phép được đi vào cái nội dung chi tiết nhận định thị trường ngày hôm nay. Các anh chị có thể thấy là hôm nay là một phiên mà thị trường mua vào, các cái chỉ số index tăng điểm cũng khá là mạnh. Đúng không ạ? Bốn cái chỉ số index đều tăng là từ 0,81 này, 1,24 này, 0,92 và 0,48. Hầu hết các chỉ số index đều tăng mạnh và có khối lượng khá là tốt. Thì ở đây thì các anh chị có thể thấy là thị trường hôm nay chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều, đúng không? Bởi vì đến cái phiên ngày hôm qua mà mình còn nhận định với các anh chị là thị trường an toàn và sideways đi lên, đúng không? Vậy thì hôm nay thị trường nó lại tiếp tục củng cố cho cái việc đấy thì chúng ta sẽ không phải nói nhiều nữa anh chị nhé. Chúng ta sẽ không nói nhiều nữa. Các chỉ số index thì đều tăng đấy nhé. VN Index thì khối lượng trên trung bình, VN 30 thì khối lượng thấp hơn. Và các cái chỉ số index này thì đều trên cái đường trung bình MA 20 anh chị nhé. Đó là các cái dấu hiệu tích cực. Thị trường mua vào tăng điểm này. Đương nhiên là tích cực rồi, bởi vì ngày hôm qua chúng ta tích cực thì hôm nay nó mua lại, nó mua vào nhiều hơn thì đương nhiên là tiếp tục tích cực, đúng không ạ? Cái thứ hai là các chỉ số index đều trên đường trung bình MA 20 thì đó là cũng là tích cực. Và rất nhiều cổ phiếu sau cái giai đoạn rút bỏ vừa qua thì tiếp tục mua lại khá là tốt, sau khi rút bỏ cân bằng và mua lại tốt thì đó cũng là những cái dấu hiệu tích cực. Vậy chúng ta sẽ không nói nhiều nữa, các chị thấy các chỉ số index thì đều đi lên này, VN Index này, đúng không? Cái phiên này là rũ này, nhưng vẫn cao hơn phiên này và vẫn cao hơn phiên này, tại một cái trend đi lên. VN 30 cũng thế nhé, cái phiên này này, cao hơn phiên này này và cao hơn phiên này này, nó vẫn là một cái trend đi lên anh chị nhé. Nhưng nó yếu bởi vì nó không có ngày bùng nổ theo đà, nó yếu như vậy chúng ta có cái sự thận trọng và chúng ta vẫn sử dụng các cái chiến lược ở đây này. Chia sẻ là nắm giữ các cái dòng cổ phiếu mạnh tích lũy tốt và cái chiến lược của chúng ta ưu tiên mua các cổ phiếu cân bằng kiệt vốn tích lũy hơn là mua các cổ phiếu bùng nổ. Mặc dù là rất nhiều các cổ phiếu bùng nổ các anh chị mua xong nó vẫn có thể chạy nhé. Ví dụ các anh chị có thể xem lại cái ngày hôm qua, có một số cổ phiếu bùng nổ ngày hôm qua, ví dụ như là TVC hay là một số cổ phiếu gì đấy mình không nhớ lắm, nhưng mua xong đều chạy luôn đấy anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ không nói nhiều vào cái thị trường nữa. Đây là cái số lượng cổ phiếu tốt, các anh chị thấy là cái phiên hôm trước chúng ta cũng nhận định là thị trường có cái phân hóa, một số cổ phiếu hoặc một số dòng cổ phiếu bị rút bỏ thì nó sẽ tạm thời ao ra cái nhóm tốt, đúng không ạ? Và sau đó thì nay nó số lượng cổ phiếu tốt nó lại tăng lại, nó tăng lên rồi, nó cũng xấp xỉ cái đường trung bình này rồi, thì cơ bản là thị trường cũng là tích cực, giá cũng là tích cực. Các cái dòng cổ phiếu mạnh hơn ở đây, thị trường mạnh hơn thị trường chung thì anh chị có thể thấy là nhé, cái mốc so sánh mình vẫn so sánh từ ngày 9 tháng 9 nhé. Tại sao so sánh từ ngày 9 tháng 9? Bởi vì anh chị thấy ngày 9 tháng 9 là cái ngày mà bắt đầu vượt MA20 gần nhất nhé. Index thì đây là vượt MA20 này, xong cái phiên ngày 8 tháng 9 lại thủng MA20 này, xong cái phiên 9 tháng 9 lại quay lại. Thì cái này chúng ta di chuyển, đầu tiên chúng ta di chuyển từ đáy này đúng không, xong lên đến cái điểm mà xác nhận chúng ta quay lại này, xong lên đỉnh này, xong lại vào cái điểm đáy gần nhất này, xong lại về cái ngày vượt MA20 gần nhất. Thì chúng ta di chuyển làm gì? Bởi vì các anh chị thấy là cái cổ phiếu á, chúng ta phải tìm các cái đoạn cổ phiếu nó mạnh, đúng không? Nếu anh chị lấy những cái gốc quá xa như này thì nó sẽ không chính xác, đúng không? Chúng ta sẽ phải di chuyển liên tục nhé. Thì các cái dòng mạnh ở đây chị thấy là dịch vụ tài chính này, khai khoáng này, cao su này, bảo hiểm này, bán lẻ, công nghệ, thực phẩm, vật liệu xây dựng, dầu khí, dệt may. Đó là những cái nhóm mạnh hơn thị trường. Một số cái nhóm cũng ngang ngửa tốt một tí như là ví dụ về khí đốt, về thủy sản. Đấy, về chứng khoán này, đó là những cái dòng mà chúng ta có thể quan sát. Thì đây là các cái danh sách các cái cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ trong phiên ngày hôm nay. Thì các anh chị thấy là cái lúc mà 1:30 2 giờ á, là mình sẽ cố gắng nhắn cho các anh chị các cái thông tin về các cổ phiếu bùng nổ trong phiên. Đối với các anh chị nhóm VIP thì mình sẽ gửi ở trong nhóm VIP, còn đối với các anh chị ở không ở nhóm VIP thì mình sẽ cố gắng mình gửi ở trên cái mục comment của YouTube á. Có thể là sẽ mở một cái mục mới ở trong cái mục cộng đồng community, hoặc là ở chính trong cái bài, cái phần comment của cái nhận định cho ngày hôm nay, cái video tối hôm qua. Nhưng mà một số anh chị ý kiến thì có thể là mỗi một ngày mình sẽ mở một cái bài post trong cái mục cộng đồng, thì chúng ta sẽ trao đổi hỏi đáp ở trên đó. Thực ra tại sao mà cũng chia sẻ với anh chị là chúng ta tập trung vào cái YouTube là bởi vì như này này, thực ra nếu mà trả lời ở Zalo thì nó cũng sẽ thuận tiện hơn cho các anh chị, trong cái nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ khó truy vết để các anh chị có đo lường. Bởi vì mình chia sẻ cho anh chị cái cách thức đầu tư này là ngoài cái việc chia sẻ những cái cổ phiếu này thì cũng mình chia sẻ và lan tỏa đến các anh chị một cái phương thức
tư duy đầu tư chứng khoán nó mạch lạc, nó rõ ràng, nó tường minh và nó logic. Các anh chị xem lại tất cả những cái nội dung nhận định của mình từ trước nay thì nó đều có một cái sự logic nhất định nha anh chị nhé. Nó vẫn là một cách thôi, nó không biến hóa, nó không gọi là thay đổi, nó không làm cho anh chị rối loạn. Nó rất đơn giản đến mức nhàm chán, nhưng mà các anh chị thấy nó hiệu quả và rất là dễ đo lường. Đấy, thì ngoài các cái mã cổ phiếu thì mình chưa chia sẻ một cái cách tiếp cận anh chị nhé, thì đó là cái tham vọng cũng như là cái mong muốn của mình khi mình chia sẻ thông tin đến các anh chị nhé. Thì đối với các anh chị bình thường á, thì mình sẽ gửi ở trên cái YouTube thì anh chị có thể vào tham khảo. Ngoài ra các anh chị có câu hỏi thì vui lòng đặt ở trên YouTube á. Thực ra thì một lý do nữa là mình cũng muốn là khi mà tập trung vào các kênh YouTube á, thì kênh YouTube nó sẽ phát triển hơn. Đó đó cũng là lý do mà mình cũng kêu gọi anh chị là khi mà hài lòng với kênh, đúng không? Thỏa mãn với các cái nội dung chia sẻ của kênh thì các anh chị cũng like kênh, share kênh với những cái người quan tâm để kênh phát triển hơn nữa. Và khi mà chúng ta trao đổi trên YouTube thì cũng sẽ làm cho kênh phát triển hơn anh chị nhé. Thì các cổ phiếu cho đến mua bùng nổ ngày hôm nay á là SGS, CCL, TDC, BIC, IPA, VCS, SSC và LCG. Thì những cổ phiếu này này nó là những cái cổ phiếu mà có cái điểm mua bùng nổ breakout rất là đẹp trong ngày hôm nay và sẽ cho những cái khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể lên đến mức 20% anh chị nhé. Tất nhiên là nếu mà thị trường chung mà mạnh ấy, thì mua những cổ phiếu này là rất an toàn. Đấy. Tuy nhiên khi thị trường yếu chúng ta phải cẩn thận. Đó, thì khi mà tham gia những cổ phiếu này chúng ta đều phải có một cái kịch bản cắt lỗ hoặc là một cái kịch bản thanh lý cổ phiếu anh chị nhé. Thì đây là một số những cái gợi ý. Ví dụ cắt lỗ khi các anh chị lỗ 7% từ điểm các anh chị mua, hoặc là khi thủng những cái mức giá này, hoặc là nếu đối với cổ phiếu trong nền thì khi thủng A20 hoặc là cổ phiếu vượt nền rồi thì là dùng MA10 đấy anh chị nhé. Và tiếp theo là đến các cái cổ phiếu mà mình nghĩ là nó có cái xác suất tăng ở T cộng 3 và có thể cho những cái lợi nhuận hơn nữa, thì đây anh chị có tham khảo cái danh sách này. Một số cổ phiếu ở chứng khoán, một số cổ phiếu ở dịch vụ vận tải, một số cổ phiếu ở hóa chất, nhìn nhá, một số cổ phiếu ở các nhóm khác thì có thể thấy là TV2 này, VND, SBS, BVS, MBS, BWE này, nước này, cấp nước đấy, STG này, HAH, TCL, DXP này, TRI, DPR, GVR này. Cái CST này nhá, thì một mình thấy là nó đang bị hơi hơi bị lấn một chút là cái kỳ vọng chốt lời này. Bởi vì cái giá hiện nay nó là 23.3 rồi thì cái này nó bị nhầm một chút, bởi vì cái cổ phiếu này nó vượt nền khá cao rồi. Thì trong cái công thức thì mình đang để là nhân khoảng trung bình là 20% kể từ cái nền, thì cái nền nó cách khá xa, do vậy là nó đang bị giá chốt lời đang thấp hơn cái giá hiện tại. Không phải là nhầm đâu, nó là cái công thức nó là như vậy đấy, nhưng mà anh chị có thể bỏ cái cổ phiếu này đi cũng được anh chị nhé. Ngoài ra có VHC và VNA nó cũng tương ứng với cái kịch bản chốt lời và cái kịch bản cắt lỗ và thanh lý cổ phiếu anh chị nhé. Đó là những cái mà các cổ phiếu mà nên lưu ý trong cái phiên ngày hôm nay và trong một vài phiên tới. Tiếp theo là đi phân tích các cái cổ phiếu bùng nổ và các cổ phiếu theo yêu cầu. Thì anh chị thấy là ngày hôm nay có khá nhiều cái cổ phiếu bùng nổ. Có khá nhiều cổ phiếu bùng nổ ở đây thì anh chị có thể thấy này. Đúng không? Nhưng mà chỉ có một số cổ phiếu mà cho cái điểm mua thôi. Đây là mình xem nhóm ngành thì chị thấy này. Đấy, XE đã bùng nổ cho điểm mua đúng không? Đúng không? Trong danh sách này. CSC thì bùng nổ phía dưới, chúng ta sẽ không xem xét đến điểm mua này. CCL này mặc dù nó hơi lỏng, thực lòng nó hơi lỏng một chút, nhưng mà nếu mà miết cưỡng thì nó là một điểm mua bùng nổ. RLC này thì nó là cổ phiếu kinh dưới thì mình thông thường sẽ không quan tâm. TDH thì nó đang chạy rồi, không làm gì được, chỉ có thể nắm giữ thôi. TG thì nó cũng không, nó vẫn là nền nền một đấy chị nhé, nó nền một và hôm nay nó không đủ mạnh về mặt khối lượng và về mặt tăng giá. DLH thì là đây điểm mua bùng nổ đây, xong nó vẫn đang chạy thì nó chạy rồi chúng ta có thể nắm giữ thôi. TDC thì hôm nay có thể miễn cưỡng anh chị nhé, là điểm mua bùng nổ vì nó vượt cái nền. PVI thì là ngày hôm qua rồi đúng không? PVI nó là cổ phiếu mua bùng nổ phiên ngày hôm qua đấy anh chị nhé, có thể các chị xem lại cái video nhận định trước đúng không? AG này thì bùng nổ phía dưới này không tính này. Đấy, SRA này cũng có thể xem xét là một cổ phiếu điểm mua, nhưng mà thông thường những cổ phiếu mà dưới 9.000 là dưới 15.000 á mình sẽ không ưu tiên. Đây là những cổ phiếu dạng có thể là đầu cơ anh chị nhé, có thể các chị có thể tham gia với cái tỷ trọng nhỏ và xem xét. Đấy, đó là những cổ phiếu đầu cơ. Đấy, BVH này thì bùng nổ phía dưới thì mình không quan tâm vì nó có cái kháng cự rất lớn đây. BIC này thì là có thể năm nay có thể xét là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ, các chị thấy đây là điểm mua bùng nổ của BIC này, xong nó rơi rũ bỏ này, để rũ tận đây rồi đúng không, lại kéo lên này, mặc dù cái này test khối lượng khá lớn, cái này rũ kéo lên này đúng không, hôm nay bùng nổ anh chị nhé.
WNS là điểm mua bùng nổ hôm trước này, hôm nay nó đang chạy vẫn lên thôi. Rồi VIX này thì đang chạy rồi. ART này là cổ phiếu cũng bùng nổ nhưng chị nhá, nhưng mà nó cũng có những đây. Nó đang là cổ phiếu dưới 15.000, thực ra nó cũng không phải là ưu tiên cho làm nó cổ phiếu dưới 15.000. Nhưng mà cái cổ phiếu này cũng có khả năng chạy nhé anh chị nhé, cũng có khả năng chạy đấy. IPA này để mua bùng nổ nhé. Đấy. Perulia thì bùng nổ nhưng mà nó chưa vượt đỉnh cũ thì mình cũng chưa quan tâm. Đó, FLC hôm nay là cổ phiếu cũng là bùng nổ anh chị nhé, bùng nổ nhưng mà bùng nổ nó là chỉ bùng nổ một phục ở phía dưới đây thôi nhé. Thông thường mình sẽ thích những cổ phiếu mà nó vượt những cái đỉnh này. Đấy, nó sẽ vượt vọt hẳn lên thì đó là cổ phiếu mình ưa thích. DL1 này, MHC là những cũng cổ phiếu bùng nổ nhưng mà yếu và thứ hai nó không vượt nền cho nên là mình không cho nó là điểm mua. Ở CSV này chạy nước rút kinh thật đúng không? Các anh chị thấy là từ giá 30 mà nó lên tận 70 này. Các anh chị chỉ cần mua chúng ngay thôi đúng không? Là nó trên MA10, trên MA10. Chúng ta chỉ việc ngủ ngon và hưởng thành quả thôi đúng không ạ? VLP cũng thế nhá đúng không? Các anh chị thấy rồi, cũng đây điểm bùng nổ này, chạy rất là mạnh. DGC cũng thế này, đây là điểm bùng nổ này nhất trong chạy này, rất là mạnh. Nắm giữ rất là tốt. SBV thì hôm nay thì khối lượng nó hơi thấp một chút, bùng nổ như hơi thấp một chút và không vượt qua phiên này, do vậy là mình không cho nó là cái cổ phiếu mà cho cái điểm bùng nổ anh chị nhé. Các anh chị thấy cách phân tích nó rất là logic và cụ thể nhé, ngày nào cũng phân tích như thế thôi, đơn giản, không dành không không cần phải quá nhiều cảm xúc trên thị trường chứng khoán. Tất cả những thứ chúng ta làm chỉ là logic đúng không? Chúng ta tiếp cận về mặt là tư duy, cách tiếp cận vấn đề đúng không? Xây dựng nên một cái nguyên tắc chúng ta kiểm chứng và chúng ta đầu tư đúng không, nó chỉ đơn giản là thế thôi. Đấy thì anh chị thấy một số cổ phiếu khác bùng nổ nhưng mà nó không phải điểm mua nhé, ví dụ như là TBC là ngày hôm qua cơ đúng không, anh chị có thể xem lại nội dung ngày hôm qua. Vinamilk thì là bùng nổ phía dưới nhé, đó là cổ phiếu mà nói chung là một số cổ phiếu của VN30 cũng khá là tích cực gần đây nhé, nhưng nó chỉ là tích cực ở góc độ là hồi phục thôi nhé anh chị nhé. Đấy, Vinamilk bùng nổ lên này. Nhiều ghê nhỉ, nhiều cổ phiếu bùng nổ ghê đấy, những cổ phiếu bùng nổ này thì nó không phải là điểm mua, nó đều là chạy rồi. VCS này là cổ phiếu bùng nổ anh chị nhé. Đấy thì có nhắn tin cho các anh chị vào lúc 1 rưỡi 2 giờ đấy đúng không, trên cái file PDF có nhé. Hút thì không phải nhé, hút điểm mua bùng nổ của nó là điểm này này. Đấy, xong rồi nó tích lũy lại ở phía trên này, xong nó lại dòng tiền vào này, nó lại mua lại chạy này. Đấy, VNE chạy đang chạy rồi, DPG này nó cũng chạy rồi, chúng ta không mua được nhưng nó là bùng nổ gì nhé. LCG thì có thể xem là cổ phiếu mua bùng nổ. SSC là cổ phiếu mua bùng nổ nhé, SSC trong danh sách có. IDC thì chạy rồi, đang chạy nước rút rồi, không mua được chỉ nắm giữ thôi. Mấy cổ phiếu đều chạy hết, đang chạy hết rồi gì nhé. Thế rồi bây giờ mình sẽ phân tích các cổ phiếu theo yêu cầu gì nhé. Tôi đánh giá các cổ phiếu theo yêu cầu thì một số anh chị cũng có một số cái cổ phiếu yêu cầu á, thì mình có copy vào đây này, mình có copy vào đây này. Bây giờ mình sẽ copy nó vào AMI để mình phân tích cho các anh chị nhé. Cái này mình bằng cái này cũng chia sẻ với các anh chị này, viết cái làm bằng này. Cái này là N này, vậy này, N cái mã bên dưới này, để các anh chị copy được rất nhiều mã vào trong đúng không các anh chị, vào đây này. Đấy, mời các anh chị copy cả cái danh sách này vào AMI Broker. Các chị cho cái list nào cũng được, cho một cái list hôm trước là list nào đây nhỉ, 48 đi, cái list nào trắng á, 448 nhá. Đây mình type in vào đây. Đó, ok, bây giờ mình trong cái này này thì mình sẽ chọn filter, chọn cái list 48 anh chị nhá, vừa watch list 48 này. Đó, bây giờ mình sẽ chạy lại. Thực ra cái việc chạy này là không cần thiết, mình có thể xem trực tiếp ở đây nhưng mà mình muốn nó xem nó thành từng nhóm ngành để cho các anh chị dễ xem, dễ quan sát. Đấy, đấy thì được các cổ phiếu mà các anh chị quan tâm ở đây. Mình sắp theo thứ tự các cổ phiếu mạnh nhất nhé, đúng không? Các chị thấy đây. Có cái file Excel anh chị nhé, trên cái file Excel này thì file Excel này thì thông thường mình sẽ gửi cho các anh chị là trong cái nhóm VIP thôi. Nhưng mà một số anh chị mà muốn quan tâm cái file này để các chị học tập và nghiên cứu á. Thực tế thì nếu anh chị là những nhà đầu tư mới thì các anh chị sau khi nhận cái file PDF này là các anh chị đủ dùng rồi, đủ dùng nhé. Bởi vì gửi file Excel có thể anh chị sẽ bị rối. Nhưng một số anh chị mà có kinh nghiệm hơn thì có thể dùng file Excel.
thì vay xe này mình có gửi vào nhóm VIP, vì nhóm VIP đa phần là những người cũng có cái kinh nghiệm đầu tư tốt. À, một số anh chị mà muốn xin cái file này thì có thể là các anh chị like video này và comment, thì sau đó inbox qua Zalo thì mình có thể tặng cho anh chị nhé. À, về các đây này, đây review các cổ phiếu chị quan tâm này. Thế là đây, ví dụ PSD này, mình sẽ đi theo thứ tự theo nhóm ngành, đi nhanh thôi đúng không? Cổ phiếu nó tốt thì chúng ta đi nhanh, cổ phiếu nào không tốt thì đi lâu một chút. Những cổ phiếu như là PSD thì anh chị thấy đây nó chạy được một nhịp này, hiện nay thì nó đang gọi là kiệt vốn lại, chị nó đang kiệt vốn lại đấy, nó giảm vốn. Cổ phiếu này tiếp tục vẫn có thể nhịp nữa nhá, vẫn còn nhịp nữa. FLT thế nhá, FLT thì đây là điểm bùng nổ của nền thì đang chạy ok nhá, vẫn lên được đấy. Thế di động ngoài đây điểm bùng nổ của nền này, các anh chị xem lại những cái nhận định hôm trước thì đều chúng ta đều nhìn thấy những cái điểm này luôn, chúng ta nhìn nhìn thấy cả cái điểm test cung này chứ không phải là lên đây chúng ta mới thấy đâu nhé. Chúng ta nhìn thấy cả cái điểm này, nhìn thấy cả cái điểm mua này đúng không, nó đang chạy lên. HTC cũng thế nhá đúng không, nó là cái cổ phiếu điểm mua bùng nổ thì ngày hôm qua tiếp tục chạy ok anh chị nhé, nắm giữ ok. HDG này ok nhé, hôm qua mua bùng nổ nhé, ok nhé. SGS ok nhé, điểm bùng nổ của ngày hôm nay rồi đúng không. Nói chung cổ phiếu bất động sản với cổ phiếu khá đẹp đấy. TDH thì anh chị nắm giữ thôi, không mua đuổi. À, VLC thì nó có một kháng cự ở mức 11 này này, thì anh chị theo dõi thêm, nhưng mà hiện nay nó đang vào cái xu hướng nó đang tăng giá. IDG này thì đây điểm mua bùng nổ vượt nền của nó đây đúng không, các chị nắm giữ thôi. DTA là cổ phiếu đang chạy vậy nhé, thì ok nó vẫn lên bình thường. TG nhé thì các chị thấy đây là nền một của nó này, sau mấy phiên nó dòng tiền vào này nó sẽ có cái sự chốt lời này, và hôm nay thì nó cũng đã quay lại mua rồi anh chị nhé, thì vẫn ok nhé. Cổ phiếu này thì nó đang xu hướng xuống, chúng ta không không nên mua và không nên nắm giữ nó. NDN anh chị thấy là nó hơi lỏng một chút, nhưng mà đây nó mô hình rũ rũ hai đáy nhé, đây đáy đáy thì hiện nay nó đang ok rồi anh chị nhé. Cổ phiếu này sắp chạy à, trong danh sách mới có không nhỉ, nhưng mà chị thấy này là rũ này, đây là một shake out nhé, đây là phiên shake out kéo lại nhé, spring đấy đúng không, hôm nay tiếp tục bán thử ra này, không không có lực bán nó lại kéo lên thôi, ok là đẹp nhé. Là nên là mua mua cũng được, có thể mua cũng được luôn đấy. CMG thì đang lên rồi, các chị nắm giữ ok nhé. SGT thì ok, nó đang lên, anh chị nắm giữ ok nhé. BMI đang lên, nắm giữ ok, đây điểm mua vấn đề anh chị nhé, đây điểm mua test cung nhé. Các chị xem lại những cái ngày nhận định này là đều có những cái cổ phiếu này đấy, chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này từ cái phía này cơ, ngày bao nhiêu, ngày 15 tháng 9 này, thông thường là có anh chị nhé, thông thường là có. Các chị có thể xem file Excel là có phía này chúng ta thấy đúng không ạ, đây nó đang xuống lên. Ở đây big thế, big này là điểm mua bùng nổ nhé, thì cũng lên nhé. Mic này ok này, ở cổ phiếu này thì nó đang có cái vùng kháng cự ở mức 60 nhé, tuy nhiên là nó đang dòng tiền cũng đang vào. BVH thì thông thường nó là cổ phiếu kênh dưới thì mình sẽ không ưu tiên, mình sẽ không ưu tiên các cổ phiếu hồi phục, tuy nhiên là hiện nay nó đang có dòng tiền vào và nó sẽ lên và có thể nó sẽ tích lũy ở trên cái vùng 60 này thêm. Đấy, HBS này thì hôm trước có đấy, trong danh sách anh chị thấy có các điểm vượt nền này này và nó đang chạy này đúng không. WNS này thế này các anh chị nhé, đây nó đang lên thôi ok. VFS thì bùng nổ vượt nền này, vẫn đang chạy lên được nhé. Đây là các cổ phiếu chủ yếu đẹp, nhiều anh chị hỏi tao cổ phiếu đẹp thôi. FTS nhé, FTS thì hôm nay là bán ra khối lượng có sự gia tăng nhưng mà cũng chưa vấn đề gì anh chị nhé. Thứ nhất nó vẫn trên MA 10, những cổ phiếu mà đang chạy trên MA 10 thì chúng ta cứ yên tâm. Đấy, cổ phiếu này đây này, AS này ok này, VDS này ok này anh chị nhé, khối lượng đang kiệt và vì các cái phiên này nó đang chặt lại thôi, nó lại chạy ra chẳng vấn đề gì. ORS, ORS thì đang trong nền anh chị nhé, trong nền khối lượng vẫn hơi cao và quan sát thêm. VCI thì ok nhé, nó đang bám tiệm cận ở cái vùng kháng cự trên nhé, ok theo dõi thêm nhé, ok theo dõi thêm. Là dòng chứng khoán thì nó chưa phải là quá mạnh anh chị nhé, nó loanh quanh đều ở trên cái vùng kháng cự thôi, nhưng mà nhìn các cái cấu trúc về giá và khối lượng cũng khá là ok rồi, nếu mà có cơ hội là nó cũng rất dễ là nó chạy đấy. Đấy, APG này thì nó chạy được một nhịp rồi đúng không, thì bây giờ nó tạo một cái nền mới này anh chị này, khả năng nó tạo một cái nền mới thì chúng ta sẽ quan sát thêm anh chị nhé, chờ khối lượng nó kiệt vào thì anh chị có thể tham gia cái nền này được, hoặc là thôi nó là nền ba rồi, đây nền một này, đây nền hai này, đây nền ba thì nó hơi cao thì có thể ưu tiên các cổ phiếu khác.
BMS thì anh chị thấy là khối lượng nó kiệt dần này, ok nhé, nó đều ok đấy, dòng chứng khoán này ok này, VND này ok này, kiệt vốn vẫn ok này, TVS ok này, kiệt vốn ok này nhé. FLC thì nay các chị thấy là cổ phiếu này nó là dạng đầu cơ thôi, đúng không? Các chị có thể xem lại cái video của FLC mình có nhận định từ những cái phiên trước khi mà nó ở cái vùng hỗ trợ này cơ. Có FLC, các chị search cổ phiếu FLC là có một cái video nói về FLC từ khá lâu rồi, vì hôm đấy nhiều anh chị hỏi cổ phiếu này quá. Thì đây là FLC hôm nay nó là cổ phiếu hồi phục với chị nhé. Hồi phục mình thì thích những cổ phiếu nó phải ở phía trên này này. Hồi phục này thì không có nghĩa là nó không lên, nó vẫn có thể lên được, nhưng nó sẽ gặp phải kháng cự ở cái vùng số 14 anh chị nhé. Thì các chị đánh như các anh chị có thể chỉ có thể kỳ vọng là mua, ví dụ mua ở này thì lên là kỳ vọng là 14, nhưng mà các anh chị lại cắt lỗ ở mức 10 thì là có thể là làm sao các anh chị tính cái tỷ lệ take profit thì stop loss đó nó phải gấp khoảng 3 lần thì là ok nhé. Đấy, cổ phiếu này DL1, DL1 thì nó cũng là cổ phiếu đầu cơ kênh dưới nhá, như là đang có dòng tiền vào xu hướng lên thì chắc là nó vẫn lên được. Đấy, TCD đang chạy ok anh chị nhé, nắm giữ thôi. SKG thế nhé, SKG ok đi lên nắm giữ. MHC này thì nó vẫn là cổ phiếu kênh dưới, thì chị nó là cổ phiếu kênh dưới, đây là nó có một cái đoạn hồi phục này. Cổ phiếu này có một bạn nào hỏi này chị nhé, thì đây là một cái điểm bùng nổ vấn đề thiếu khối lượng này, nó lại rút lại này, hôm nay cũng là một cái phiên mà cũng thiếu khối lượng nhé, thì cổ phiếu này thì cũng theo mình là nên xem xét, nên cân cân nhắc thôi. HHV thì chị thấy là lúc đầu nó khá là lòng lòng lẻo đúng không, khối lượng rất là ít, bây giờ nó hơi chặt lại. Thì cổ phiếu này thì anh chị thấy là về bản chất thì đây là một cái xu hướng gần nhất của nó đúng không, các chị thấy là nó là 44%. Về hiện nay đây nó đang là một cái nền, khối lượng nó cũng kiệt dần rồi và nó có phiên mua vào này, xong nó lại rút ra này nhá, thì hôm nay nó rút chân lên màu xanh nhá, thì tất nhiên khối lượng thì nó không phải quá đẹp, thực ra không phải quá đẹp đâu, chung là bình thường, khối này bình thường chứ. ACV thế thì đây là một cái nền này, đây là một cái khu vực nền này, đây này đấy chị nhé. Thì hôm nay thiếu khối lượng, cổ phiếu này chúng ta quan sát thôi, quan sát thôi. Lát này, thì đây là vùng nổ vượt nền này, một uptrend này, xong đây là bán ra này, kéo lên này, test lại này, khối lượng thấp thì hôm nay test thì cổ phiếu này vẫn ok nhé. DPM nhé anh chị nhé, thì nó đang vẫn ở trong vùng ấy thôi, vùng sideways thôi nhé, kiệt khối lượng rồi, quan sát được. TSC này nhé, TSC thì của kênh dưới phải bỏ qua nhé. BFC các chị thấy này, đây là giúp bỏ này, đây là cái vùng sideways của nó này, giúp này, kéo lên khối lượng thấp này lại bán ra này, thì cổ phiếu này thì chúng ta tạm thời bỏ nó đi, bởi vì nó giúp hơi sâu quá thì chúng ta phải rất là cẩn thận nhé. Cái giới hạn của cái việc giúp á thì nó nên nằm ở cái mức gọi là hỗ trợ cũ thì là sẽ đẹp, còn nếu thủng hỗ trợ cũ thì chúng ta cũng phải cân nhắc. CSV nhé thì đang chạy nước rút rồi, không mua nữa nằm giữ thôi. DGC chạy nước rút nhé. Đấy, PLP chạy nước rút này. Đấy, cổ phiếu này thì đang hình thành một cái nền trên này, DDV. DDV nhé chị nhé, DDV thì nó sẽ hình thành một cái điểm. Đây là nền, một nền này, đây một điểm chạy này nhé. Thì chỗ này nó sẽ giống như là một cái đỉnh của cái nền nền trước. Tuy nhiên là các chị thì khối lượng nó bắt đầu giảm dần này, thì cổ phiếu này nó cũng có thể lên được nhé. DDV này cũng nhiều bạn hỏi cổ phiếu này lắm. HCD này ok nhé, đang đi lên nào. Đi lên chúng ta chỉ có thể nắm giữ đây chị nhé. Đấy, DRI này, DRI cũng có một bạn hỏi này, bạn hỏi thấy đây là cái vùng sideways của nó này, nó rút bỏ này, rút lên này là ok nhé, rất là ok. Đấy, DHM nhé thì là nó có một nhịp chạy này, thì nó đang tạo hình thành cái đường dây đường tàu này, khối lượng kiệt thì có thể nó sẽ tích lũy ở đây và nó chạy nhịp này thì cũng có thể quan sát được. Đấy, VPG thì vẫn chạy đúng không ạ, vẫn chạy bình thường. TNT nhé thì cũng vẫn ok nhé, đây là cái vùng nền của nó này, đây là những cái phiên test này ok này, thì nó vẫn khả năng lên được. Đấy, KSB nhé, rũ bỏ kéo lên nhé, ok nhé, vẫn có thể lên được. Cổ phiếu này thì dòng tiền chưa vào đâu, nhưng mà nó vẫn đã kéo lên khá là tốt rồi, chúng ta có thể nắm giữ được anh chị nhé, có thể nắm giữ được. Đấy, TC6 này thì đang chạy rồi đúng không, anh chị nắm giữ thôi. Cổ phiếu này TST nhé, đây là một cái vùng chạy nhé, lên đây nó đang kiệt khối lượng đi thì vẫn có thể chạy tiếp được, nhưng nó những cái cổ phiếu dạng này thì nó khá là rủi ro, các chị tham gia ít thôi.
CBD cũng tương tự đấy nha, mấy cổ phiếu than này nó rất là giống nhau, nó chạy được một nhịp rồi và nó đang ở hình đường tàu thế này và nó kiệt vôn này thì có thể sẽ chạy nhịp nữa được. Quan sát cái cổ phiếu lốp này là nó hơi lỏng nhá, tuy nhiên là nó cũng đang ở cái vùng sau khi rút bỏ nó kéo lên rồi đây chị nhá. Đây, rút bỏ này kéo lên nhá. Đấy. Về các cổ phiếu về ngân hàng thì có thằng EVF này là mạnh nhất này thì đang chạy này, Vietcombank là thứ hai cũng đang chạy này. Đấy, mấy cổ phiếu còn lại VIB ở phía dưới này thì không quan tâm, nên quan tâm này VPB nó là hồi phục thôi nhé, hồi phục thôi cũng chưa rõ nét đâu. BBB này thì cũng là hồi phục nhé, nhưng nó đang ở trong cái nền hồi phục. Chứ mấy cổ phiếu banh này thì cũng không ăn thua lắm. Bên chỗ cái dòng thủy sản thì có cổ phiếu này thì hơi lỏng, CMX lỏng. VSC thì anh chị thấy đây là một cái nền của nó này. Đây hôm nay là nó test lại cái phiên hôm trước này, hôm 29 với khối lượng thấp như này thì khả năng chạy tiếp rất cao. ANV này thì sau khi rút bỏ đã kéo lên ok nhé, khối lượng kiệt. VGT này các anh chị thấy là đây là bùng nổ vượt nền này của nó này. Sau nó rũ này. Nó rũ rút chân lên này, hôm nay test rút chân lên này thì cổ phiếu này vẫn khả năng lên được, không vấn đề gì. TNG thế nhá, TNG anh chị thấy nhìn này. Đây là điểm bùng nổ vượt nền này, rũ này, đúng không? Thì hôm nay bắt đầu kiệt khối lượng rồi. Có thể sáng mai nó sẽ tiếp tục nó rũ, xong chiều mai nó sẽ kéo lên. Nếu như vậy thì chúng ta có thể mua ở phiên chiều mai cũng được anh chị nhé. Còn nhiều anh chị mà bảo mắc cổ phiếu này mà bán kịp hay không á, thì nếu bán là chúng ta phải bán ở phiên này này nhá. Vì các chị thấy là cổ phiếu này khi nó có phiên bùng nổ này chứng tỏ là nó chạy rồi. Chạy rồi thì thủng MA10 chúng ta sẽ phải bán ở đây, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là sau khi nó rũ lên, nó kéo lên mà chúng ta thấy tốt, ví dụ ngày mai nhá, nó kéo xuống. Nó rũ xuống nó lại kéo lên, rút chân lên khối lượng thấp thì có thể lại là mua được nhá. Tư nguyên lý của mình là đã bán là phải bán rất nhanh, đúng không? Sau đấy nếu ok thị trường mọi thứ cổ phiếu ổn, ta lại quay lại ta chiến đấu tiếp, đúng không? TNA ok nhé, đang chạy nhé. QNS ok nhé anh chị nhé. Đấy, AAV này thì ok nhé. Cái cổ phiếu này thì là OI này nhé. OI này thì hôm nay là cũng có khối lượng đấy, có gia tăng khối lượng và điểm số, nhưng mà nó có cái vùng kháng cự ở 15 này rất là dày này. Thì mình nghĩ là nó cái bùng nổ như thế này này mấy phiên thì nó có thể lên được. Nhưng mà cái kỳ vọng lợi nhuận thì không nhiều nhé. VR, thế VR thì yếu hơn OI. Có một vài phiên bùng nổ này. Rũ này rút chân lên này, hôm nay test nhé thì nó là hồi phục thôi chị nhé, nó là cổ phiếu dạng hồi phục thôi, cho nên quan sát. Đấy, thằng PLX thế nhé, với cổ phiếu này thì đều là hồi phục thôi ở phía dưới. F này thì ok, ITQ này này, các anh chị thấy nó đang chạy này thì ok các anh chị cứ ok nhé. NKG này thế nhé, nắm giữ thôi, không cần phải lo gì cả, đây là điểm mua bùng nổ của nó cứ trên MA10 này, các anh chị cứ nắm miết đi, đúng không? Bao giờ nó chạy nước rút thì anh chị bán, hoặc thủng MA10 anh chị chạy, chả vấn đề gì. TBN cũng thế nhé, TBN thì đây đây vượt nền này, đúng không? Nó đã chưa thủng MA10 cả vẫn ok nhé, chả vấn đề gì. Cái này chưa thủng MA10 nhé, TNS nhé, cũng ok. HSEN thế nhé, nó đã thủng MA10 đâu, cứ nắm giữ bình thường. VVD nhé thì nó là cổ phiếu kênh dưới, nói chung mấy cổ phiếu dầu khí này, này thì nó là kênh dưới thì chúng ta sẽ không ưu tiên. BTS này đang chạy này, HOM này đang chạy này, VTB đang chạy đúng không? Đây điểm mù vừa này này, các chị xem chúng ta phát hiện ra cổ phiếu VTB từ những cái phiên này rồi cơ, từ cái phiên 15/19 này chúng ta đã phát hiện rồi, đúng không? Mình trước đây cũng có mua cổ phiếu này, chúng ta là có mua cổ phiếu này nha, thì vẫn đang nằm giữ thôi. GSP nhé chị nha, thì nó đang chạy tốt nhé, nằm giữ đấy. VIP này nằm giữ này, nên đây là cái vùng vượt nền của nó này. Đấy, các chị thấy phân tích chứng cổ phiếu nó có dễ đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ vẽ một cái hộp và nhìn các cái xu hướng đánh giá thôi, đúng không? Nhìn vào cấu trúc về giá về khối lượng. Thực tế thì cái cách vẽ như này thì nó rất đơn giản, nhưng mà các anh chị phải có cái cảm nhận về cái triết lý, cái phương pháp đầu tư, cái tư duy đầu tư đó. Thì các anh chị mới tự tin, các anh chị vẽ và các anh chị tự tin mới đầu tư được. À, có một số bạn thì sau khi mình chia sẻ thông tin thì các bạn ấy còn hoài nghi, các bạn ấy cứ chờ 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 chờ, thì khi các bạn nhảy vào thì cái phiên nó cao xíu rồi, xong nó điều chỉnh các bạn lại kêu bảo ôi rồi em bị lỗ. Nhưng thực ra là mình phải rất là quyết đoán vào quyết đoán ra, nó phải rất là nhanh đó. PVP nha chị nhé, PVP thì đây là cái vùng nền của nó thôi, thì nó kéo lên nó lại có một cái upload khối lượng thấp thì về nó đang rút chân lên, thì cổ phiếu này thì chúng ta nên chờ, bởi vì cái khối lượng này nó hơi cao. Nếu những cái phiên bán ra này mà nó khối lượng này nó thấp thì nó sẽ đẹp hơn như thế này, nên chờ. Đấy, C32 đang chạy rồi nhá, bán rất là đẹp luôn đúng không các chị, từ lúc các chị những cái điểm mua vượt nền này này, đây này đúng không?
nó cứ chạy một mạch này, ngày nào cũng lãi, ngày nào anh chị cũng lãi của cái này C32 đó nha. Này thì cũng là đang có một khối phía trên nhưng nó cũng đang có dòng tiền vào và đang chạy được nhé. Hút này nha, hút này đang chạy, đang nắm giữ ok nhé. DPG này thế nha, nắm giữ ok nhé. Đó, ok, đó là các cổ phiếu mà các anh chị đề nghị mà phân tích cho các anh chị trong ngày hôm nay. Ok, thì hy vọng là với những cái thông tin này thì cũng đóng góp giúp ích cho các anh chị phần nào trong cái hoạt động đầu tư của mình. Thì các anh chị đừng quên chia sẻ cái video cho những cái người cùng quan tâm, và các anh chị subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ Thoát Chứng Khoán. Ok, cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.